Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đi khảo sát một ngôi nhà ở chỗ Ngọc Thụy, Long Biên. Đây là một ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Tất cả ở đây, tất cả thiết bị này sắp phải lắp thiết bị thông minh. Ở đây thì mình sẽ bố trí một cái cảm biến tách cửa và lắp rèm, rèm tự động. Đây là gia chủ này thì khi họ nhận bàn giao nhà, họ mới thông báo cho mình để chuyển sang lắp điện thông minh. Chính vì thế thì ở đây sẽ có những cái vị trí mà sẽ lắp cái loại ổ cắm công tắc mà loại vừa ổ vừa công tắc như này. Những vị trí như này thì sẽ phải hy sinh một cái ổ cắm này để chuyển sang toàn bộ là công tắc thông minh thôi. Ở đây ở chỗ phần đèn cầu thang này thì mình sẽ làm cái cảm biến Kawasan. Khi bước lên cầu thang thì tự động là cái đèn sẽ bật sáng, còn tất cả các vị trí công tắc như này sẽ được thay thế bằng cái công tắc thông minh điều khiển từ xa, kết nối qua app và sẽ sử dụng hãng Bluemin. Và đây ở đây dưới tầng 1 và đây mình sẽ di chuyển lên trên tầng 2 cho đi nhận. Đây vị trí lên tầng 2 này. Có hai căn đi được. Ở trên tầng 2 ở đây thì sẽ có cái vị trí của từ công tắc nhà vệ sinh, bình nóng lạnh và các thiết bị điều khiển. Trên tầng 2 này sẽ có điều hòa này, ở đây sẽ mình sẽ có một cái điều khiển hồng ngoại kết nối điều hòa và tivi. Đây sẽ là cái cửa và đây mình sẽ lắp một cái cảm biến tách cửa. Cảm biến tách cửa nó sẽ bao gồm luôn cả nhiệt độ và nhiệt độ và độ ẩm. Để gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm mỗi khi mà chúng ta di chuyển, chúng ta đi vắng không có nhà, thì khi có xảy ra sự cố gì cửa kẻ gian đột nhập thì sẽ lập tức báo động của cái điện thoại chúng ta. Với không gian nhà này thì mình còn lấy vị trí từ tầng 3 trở lên thì nó cũng rất giống như tầng dưới thôi. Và cái thời gian thích hợp nhất để triển khai điện thông minh đó là khi bắt đầu chúng ta hoàn thành bản vẽ điện và điện thông minh, chúng ta sẽ kết hợp với nhau để mà triển khai làm ngay từ đầu lên bản vẽ thiết kế thì nó sẽ rất là ok luôn, rất là thích hợp. Quý vị nào mà có nhu cầu lắp các thiết bị nhà thông minh thì vui lòng liên hệ mình trước. Từ khi chúng ta bắt đầu xây dựng thì chúng ta phải lên cả phần điện, phần nước, trong đó thì điện thông minh, và ngoài ra có thể làm cả điện mặt trời nữa. Tất cả cái đây chúng ta làm ngay từ đầu thì nó một cái thống nhất. Vị trí đây là vị trí trên tầng 3, rất giống tầng 2. Vị trí các tầng rất giống nhau. Ở đây có thể làm, chúng ta sẽ làm một cái cảm biến khi cửa mở ra thì đèn bật sáng. Và chúng ta tiếp tục lên tầng 3 và tầng 4. Khá giống như các tầng dưới thôi, nhưng tiếp tục lên trên tầng cao nhất.
Rồi trên này thì gia chủ sẽ làm điện mặt trời. Và đây hôm nay mình đi khảo sát phần trên này thiết kế làm điện mặt trời nhé.